Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Tổng Máy Bãi nhé. Nay Tổng Máy Bãi nói sơ qua về cái vấn đề mà mọi người đang sử dụng cái máy tỉa hàng rào như thế này. Thì nó có rất là nhiều cái loại máy tỉa hàng rào, máy gọn giống như cái máy cưa, hoặc là cái máy cần dài như cái máy cắt cỏ như thế này. Thì cái cơ cấu của nó thì nó hoạt động giống tương tự như một cái máy cắt cỏ hoặc là cái máy cưa. Thì mọi người cũng hoạt động thì mọi người cũng sẽ bơm xăng lên, như những cái máy này thì mọi người bơm xăng lên rồi đóng cần e, giật khởi động, khi máy phát nổ thì mọi người gạt xuống rồi chạy bình thường thôi. Đây là những cái bộ tay ga zin của nó, thì nó sử dụng như thế này đó. Như con máy này thì nó sử dụng là tay ga cố định và cái tum là tum rời nha mọi người, tum rời nó, tum này bằng nhôm. Con máy này là con máy Tanaka nha mọi người. Máy Tanaka thì nó sử dụng một cái cần, một cần rút như thế này. Thì mọi người lưu ý là khi mà mọi người sử dụng, nó có thể là trong cái quá trình sử dụng rút ra rút vào nó hơi khó, thì mọi người sẽ tra thêm một chút nhớt vào đây, vào những cái phần khớp nó rút ra như thế này. Rồi khi sử dụng thì mọi người nhớ muốn rút ra thì xoay cái phần này nhá, xoay lỏng ra. Rồi tiếp theo nữa, cái phần khá là quan trọng đó là những cái phần mà núm bơm nhớt, bơm mỡ nha mọi người. Những cái phần núm bơm mỡ thì mọi người lưu ý là ở trên đây nó có những cái núm bơm mỡ như thế này. Thì mọi người có thể ra cái phần, ra những cái gara ô tô người ta bơm dùm cho vài ngàn bạc thôi, rất là rẻ tiền. Đây, bên này cũng có một núm này. Đó. Rồi phía trong này, phía sau, phía dưới này cũng có một núm nữa. Đó là những cái núm bơm mỡ để cho nó bôi trơn những cái bộ nhông bạc đạn, rồi những cái thau bên trong. Thì mọi người sử dụng thì mọi người nhớ cái phần đó. Và thêm nữa là cái phần lưỡi này. Lưỡi này thì nó sử dụng là lưỡi, hai cái lưỡi đôi. Lưỡi đôi là tức là lưỡi hai bên. Lưỡi đôi hai bên. Có những loại thì nó sử dụng lưỡi một bên. Thì khi mà sử dụng mọi người lưu ý là không nên cắt vào những cái hàng rào mà nó có dây kẽm. Lỡ mà nó cắt vào dây kẽm thì mọi người nên lấy cái giũa nha mọi người nhé. Không nên lấy máy mài. Lấy cái giũa ra ngoài tiệm hoặc là ra ngoài chợ. Mọi người mua cái giũa mà nó có ba cạnh cũng được, hoặc là giũa nó có hai cạnh, nó dẹp dẹp mỏng mỏng nó, mọi người giũa lại nhá. Lưu ý là mọi người sờ vào tay vào thì nó phải bén nhá. Còn nếu như mà nó không bén thì mọi người nên giũa lại. Giũa lại thì mọi người giũa theo cái vết cũ của nó, thì mọi người cứ đặt lên kê lên cao, xong rồi mọi người giũa thôi thì nó sẽ bén lại thôi. Đừng nên lấy máy mài, vì lấy máy mài thì có thể là nó sẽ hư luôn cả cái mình, mà điều khiển cái máy nó không tốt thì nó có thể là nó sẽ hư luôn cả cái lưỡi của mình. Dùng giũa, giũa từ từ thì nó sẽ bén lại thôi, rất là đơn giản. Đây, cái lưỡi này lưỡi zin rất là bén nhá, còn rất là bén. Và mọi người lưu ý là nên sử dụng cái nhớt, sử dụng cái nhớt mình tra thêm vào đây cho nó, mỗi lần mình chạy mình tra thêm một vài giọt để cho nó bôi trơn. Nó giống như cái lam xích của mình vậy á, lam xích của máy cưa. Nếu như mọi người không tra vào thì nó sẽ dẫn đến tình trạng là mòn hoặc là nóng lên, vì cái độ ma sát của nó liên tục nó rất là nhiều, nó chạy nó giật tới giật lui như cái tăng đơ đó mọi người, nó giật tới giật lui rất là nhiều. Nếu như mà mình không có bôi trơn cho nó thì nó sẽ bị mòn và nó sẽ tạo ra những cái khe hở, nó không còn khít nữa thì cắt nó sẽ không hiệu quả đó. Còn đây thì nó thực sự ra là nó còn tới 90%. Thì mình, đó là những cái lưu ý mà mình chỉ ra cho mọi người để mọi người có thể là tham khảo qua thôi. Vì mình là thợ mà cũng là người bán, nên mình chỉ những cái gì mà nó thiết thực nhất cho mọi người để mọi người có thể là rút ra kinh nghiệm. Cũng đừng có chủ quan quá, nếu như mà mình không có tra thì nó sẽ hư hao. Nó là vật liệu bằng kim loại nhưng mà nó sẽ có độ hao mòn, nên mọi người giảm bớt cái độ hao mòn đó đi cho nó bằng cách là mình tra thêm những cái dầu nhờn cắt chôn, hoặc là những, nói chung là dầu mỡ. Mọi người tra vào, mỗi lần tra thì mình tra một vài giọt thôi, tra lên cái là nó tự động nó chạy rồi nó sẽ tự động bôi trơn hòa đều hết tất cả những cái chi tiết ở trên này. Ở trên này nó có ba cái lưỡi dao, ba cái thanh ghép lại với nhau, bao gồm một cái thanh đỡ ở bên trên và hai cái thanh dao bên dưới. Hai thanh dao bên dưới thì nó chạy là ngược chiều nhau, thì nó tạo ra một cái lực cắt khá là lớn. Mình cắt những cái hàng rào hoặc là cây cảnh hoặc là những cái cây bonsai rồi rất là ok nhé mọi người nhé. Rồi cái này thì nó dành riêng cho anh em nào mà sử dụng vào cắt hàng rào và cắt những cái mặt phẳng đó thì rất là ok. Những cái cây xanh, cây si
mà người ta tạo thành tán rồi, nó rất là đẹp. Rồi ok, đó là một cái lưu ý nhỏ nhỏ thôi mình chia sẻ cùng với mọi người, mong là mọi người sẽ sử dụng cái máy nó tốt hơn. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Tỏa Máy Bãi nhé. Chào mọi người.